Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bão Yin Sin chưa qua, bão Torechi giật cấp 12 lại sắp nối gót vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng ngày 11 tháng 11, cơn bão có tên quốc tế là Torechi đang hoạt động trên vùng biển phía đông của đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Bão Torechi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Dự báo ngày 12 tháng 11, bão đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm 2024. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Torechi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các bộ ngành yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Cùng với đó, quản lý các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tiếp theo từ vĩ tuyến 16,5 đến 21 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 119 độ Kinh Đông, trong 48 giờ tới là từ vĩ tuyến 15 đến 21 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Vùng nguy hiểm được điều chỉnh theo các bản tin dự báo. Trong khi đó, cơ quan khí tượng dự báo đến 4 giờ ngày 12 tháng 11, vị trí tâm bão Yin Sin, bão số 7, ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Trước đó, cơn bão này đã được cảnh báo ngay sau bão Yin Sin. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho biết, một vùng áp thấp đã đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines PAR ngày 9 tháng 11 và có khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới trong vòng 36 giờ tiếp theo, tính từ 11 giờ ngày 9 tháng 11. Theo trang GMA News, áp thấp nhiệt đới được đặt tên là Nika khi đi vào PAR. Dự báo nó sẽ mạnh dần lên và có thể đạt đến cấp độ bão nhiệt đới mạnh vào ngày 11 tháng 11. Trước khi đổ bộ vào đất liền, Pagasa cho biết. Dựa trên dự báo đường đi, Nika có thể đổ bộ vào Isabela hoặc Aurora. Cơ quan thời tiết Philippines cũng lưu ý rằng khả năng sẽ có gió giật mạnh đến cấp bão ở Batanes, phía bắc Cagayan, bao gồm cả quần đảo Babuyan và Ilocos North vào ngày 10 tháng 11. Tâm của Nika dự kiến ở vị trí 1.145 km về phía đông nam Luzon, theo Pagasa. Nó di chuyển về phía Tây với tốc độ 30 km/h, sức gió duy trì tối đa là 55 km/h gần tâm bão và gió giật lên tới 70 km/h. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới Nika, nhiều khu vực tại Philippines sẽ có lượng mưa từ vừa đến lớn, 50-100mm từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 11. Tính đến thời điểm cập nhật thông tin, mức độ đe dọa đến tính mạng và tài sản được đánh giá ở mức thấp. Trong khi đó, bão Yin Sin duy trì cường độ mạnh cấp 14, giật cấp 17 trong khoảng 24 giờ tiếp theo trên Biển Đông, sau đó suy yếu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 10 giờ sáng ngày 10 tháng 11, tâm bão số 7 Yin Sin sẽ di chuyển đến vị trí khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc và 113,6 độ Kinh Đông, vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Lúc này, bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông Bắc. Khu vực được dự báo là nguy hiểm nhất trong ngày 10 tháng 11 sẽ nằm ở Bắc Biển Đông, đặc biệt là khu vực từ 17 đến 21 độ Vĩ Bắc và 113,6 độ Kinh Đông. Trong khu vực này, sức gió có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 16, tạo ra những tác động mạnh đến các hoạt động hàng hải, tàu thuyền, cũng như các công trình ven biển và đảo. Đồng thời, người dân ở các khu vực ven biển cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng lớn, gió mạnh, lốc xoáy có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất. Đến 10 giờ sáng ngày 11 tháng 11, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tâm bão sẽ di chuyển đến vị trí 18,2 độ Vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ giảm dần, chỉ còn từ 5 đến 10 km/h. Lúc này, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía Bắc và bắt đầu có dấu hiệu suy yếu dần về cường độ. Mặc dù bão đã suy yếu,
nhưng khu vực Bắc Biển Đông vẫn sẽ là nơi có nguy cơ chịu ảnh hưởng mạnh từ cơn bão trong ngày 11 tháng 11. Khu vực nguy hiểm sẽ kéo dài từ 16 đến 21 độ Vĩ Bắc và từ 110 đến 116 độ Kinh Đông. Trong khu vực này, sức gió có thể đạt cấp 10, giật cấp 13, gây ra những cơn gió mạnh và sóng lớn, đặc biệt là trên vùng biển gần khu vực tâm bão. Đặc biệt đối với các khu vực ven biển và các đảo, cần chủ động phòng tránh sóng lớn và gió mạnh. Các biện pháp ứng phó cần được thực hiện kịp thời để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, cũng như giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra trong trường hợp bão có sự thay đổi bất ngờ về hướng hoặc cường độ. Đến 10 giờ sáng ngày 12 tháng 11, cơn bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/h. Tuy nhiên, khi bão di chuyển vào khu vực biển xa bờ và chịu tác động của điều kiện khí quyển không thuận lợi, bão đã bắt đầu suy yếu và chuyển dần thành áp thấp nhiệt đới, rồi sau đó tiếp tục suy yếu thêm thành áp thấp. Bão số 7 tác động như thế nào đến đất liền Việt Nam? Vào hồi 4 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão số 7, bão Yinxin ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150 đến 166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Đến 4 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 112,3 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h và suy yếu dần. Đến 4 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Ngoài ra, ngày và đêm 9 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Tại cuộc họp ứng phó bão chiều 8 tháng 11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 7 sau khi qua đảo Luzon, Philippines và tiến về khu vực đảo Hoàng Sa sẽ tương đối thuận lợi để mạnh lên. Tuy nhiên, khi đi sâu vào Biển Đông, nhiệt độ bề mặt thấp cộng thêm không khí khô, không khí lạnh phía Bắc tràn xuống nên có thể bão sẽ suy yếu. Cường độ mạnh nhất của bão là từ chiều 8 tháng 11 đến khi đi qua phía bắc quần đảo Hoàng Sa, sau đó bão Yinxin sẽ giảm cấp. Hướng di chuyển của bão số 7 hiện bị chi phối bởi dòng dẫn môi trường áp cao cận nhiệt đới nên khó có thể đi về phía bắc. Do đó, khi đi vào bắc quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ đổi hướng Tây Tây Nam đi về phía biển Trung Trung Bộ. Theo ông Khiêm, với tác động của môi trường hiện tại, trong 48 giờ tiếp theo đó, bão sẽ mạnh nhất và sau đó giảm dần do gặp những yếu tố không thuận lợi về không khí lạnh, bề mặt, độ ẩm. Bão số 7 sẽ suy yếu khi vào đến vùng biển miền Trung, ông Khiêm nói. Ông Khiêm lưu ý, sau ảnh hưởng của bão Yinxin, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Vùng biển ngoài khơi Quảng Bình, Quảng Ngãi có gió cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12. Qua phân tích vệ tinh ngoài cơn bão số 7, giải hội tụ nhiệt đới cắt ngang qua vùng xích đạo có rất nhiều vùng nhiễu động, hình thành và có khả năng phát triển thành bão, áp thấp nhiệt đới. Chính vì vậy, ngoài cơn bão số 7 này, chúng ta cần lưu ý phải ứng phó với các cơn bão tiếp theo có thể hình thành từ Philippines. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!